Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Mở đầu tập phim là cảnh tượng trong kho hạch của Thiên Nhận Tuyết, nàng ta lúc đó vẫn còn là Tuyết Thanh Hà. Đối mặt với phiên bản quá khứ của mình, Thiên Nhận Tuyết vẫn thản nhiên, Tuyết Thanh Hà cho rằng hắn chính là nàng, mọi thứ hắn làm đều đến từ dục vọng của nàng, cho nên nàng không có tư cách phản quyết hắn, càng không có tư cách đại diện Thiên Sứ Thần tiêu diệt tội ác trên thế gian. Thiên Nhận Tuyết không phủ nhận điều này, người cầm thánh kiếm trong tay, nếu tầm bất chính, lấy gì lập thần. Nguồn gốc tội lỗi của nàng đến từ dục vọng, mà thân là người thừa kế Thiên Sứ Thần, trong cuộc đời chỉ có chức trách, không được có dục vọng. Hôm nay, nàng sẽ tự tay chặt đứt hết mọi thứ. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết liền vung ra kiếm hướng thẳng ngực của Tuyết Thanh Hà, tiễn hắn về với đất mẹ. Tuy nhiên, bởi vì cả hai đều là cùng một người, nếu như không có quá khứ thì sẽ chẳng có tương lai, cho nên hành động giết chết Tuyết Thanh Hà cũng chính là tự giết chết mình. Cứ tưởng là đã về đất mẹ rồi, vậy nhưng ai ngờ Thiên Nhận Tuyết đột nhiên thức tỉnh. Thiên Đạo Lưu khen ngợi, lập thân ngay thẳng, không vì bản thân mà làm việc thiên tư, như vậy ai thứ hai, khảo nghiệm thứ 8 của nàng đã thuận lợi thông qua. Dù là vậy thì trong lòng Thiên Nhận Tuyết đã có chút dao động, từng nghĩ rằng nếu chỉ vì quyền lực mà giết người, vậy vì sao trong lòng lại sinh ra căm hận. Chuyển cảnh tới đám người của Thiên Đấu Đế Quốc, bọn họ liên tục bàn bạc, còn binh lính thì liên tục chuẩn bị đồ đạc. Còn Đường Tam thì phân phó cho mọi người xây dựng một số trạm khác ngầm ven đường. Đột nhiên, Bạch Trầm Hương chạy vào thông báo, ngoài trừ 10 tiểu đội kia thì không phát hiện tung tích của những kẻ địch khác. Đường Tam suy đoán, những hồn sư kia có lẽ là tinh nhuệ của Vũ Hồn Đế Quốc. Có lẽ Bì Bì Đông sẽ không phái ra một đội như vậy lần thứ hai. Để đề phòng bất chắc, vẫn mong các đệ tử Mẫn Đường tiếp tục tuần tra. Nãy giờ Mao Tuấn liên tục chăm sóc sân trà, vậy nhưng Bạch Trầm Hương lại không quan tâm, đá hắn ra ngoài và yêu cầu bất nhây đi. Đối Mộc Bạch cho biết, lần đả kích lần này không nhỏ đối với Vũ Hồn Đế Quốc. Chuyện tiếp theo là phải trông cậy vào cuộc chiến chính rồi. Chỉ là hắn không biết ám khí của Đường Môn liệu có thể khiến quân đoàn của Vũ Hồn Đế Quốc trọng thương không. Đường Tam nhận định, hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc đông đảo, Bì Bì Đông chắc chắn sẽ dựa vào điểm này, không ngừng làm tiêu hao thực lực phe ta. Nếu không thể tức tốc chiếm lấy Lập Mã Bình Nguyên ép Vũ Hồn Đế Quốc lùi giữ Gia Lăng Quan, thì quân ta sẽ lâm vào cục diện cực kỳ bị động. Nói tới đây, Quan Long Nguyên Soái đi tới, đúng là Nguyên Soái có khác, ngay cả thú cưỡi cũng được trang bị áo giáp, trên người càng là chiến phục lòe loẹt. Bởi vì thân phận lão ta thấp hơn nên sau khi tiến vào liền cúi đầu, lão trực tiếp nói ra mục đích của mình, tình hình cũng nghe nói rồi, nhờ có Đường Tam lòng nghĩ chu đáo. Hiện tại con đường tiếp tế đã hoàn thành, cho nên bệ hạ lệnh sớm ngày mai sẽ gióng trống xuất phát. Đường Tam khách khí, bảo vệ con đường tiếp tế là việc thuộc bổn phận của bọn họ, chỉ là Bì Bì Đông tâm tư nham hiểm, khó chắc bà ta sẽ chuẩn bị chiêu gì phía sau, cho nên vẫn phải đề phòng nhiều hơn. Lão ta nghe vậy liền dùng giọng điệu kiên quyết, ác chiến sắp tới, mọi người hôm nay hãy về nghỉ ngơi trước đi. Còn về chuyện phía sau thì lão sẽ an bài nhân thủ xử lý. Lời này hiển nhiên là đang coi thường đám người xử lại khác tất quái và muốn cướp công lao, không muốn bọn chúng nhúng tay vào chuyện này. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải rời đi. Lão ta thấy về liền liền tiếng tiện khách, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý. Trên đường trở về, Mã Hồng Tuấn vô cùng thắc mắc, bọn họ đã trông chừng bao nhiêu ngày rồi, ấy vậy mà tên Nguyên Soái kia đột nhiên phái người xen vào. Đến lúc đó, công lao đều thành của lão ta cả. Đối Mộc Bạch cho biết, đây chính là tranh đấu quyền lực trên triều đình, còn Đường Tam thì không quan tâm lắm. Chỉ cần chiến sự có thể thuận lợi thì công lao về ai cũng chẳng sao cả. Nếu như Mã Hồng Tuấn muốn công lao như vậy, Đường Tam liền không ngần ngại lập cho hắn một cái đường môn cửu khẩu. Nếu như thông qua được thì vị trí tông chủ và ngồi vị làm hậu vương đều thuộc về hắn. Lời này chẳng khác nào đang mỉa mai răn đe, bởi vĩ nắm càng nhiều quyền lực thì trách nhiệm càng lớn. Mã Hồng Tuấn nhanh chóng lắc đầu, sau đó không quên dùng lời lẽ khách khí. Quyền lực với hắn như mây bay, thay vì đó hắn càng muốn tu luyện với Hương Hương hơn. Bạch Trầm Hương bị những lời này làm cho đỏ mặt. Đến tối, đám người Qua Long âm thầm làm điều gì đó bí mật. Đám binh lính nhất định phòng thủ nghiêm ngặt. Đám hồn sư kia sẽ chẳng biết được chúng ta hành quân. Lão ta dặn dò rồi chậm rãi mang theo một đội binh lính ra ngoài. Tất cả điều này đã bị người thăm dò của Vũ Hồn Đế Quốc phát hiện. Như Bì Bì Đông dự đoán, án binh bất động, quả nhiên đúng là như vậy. Đã đợi nhiều ngày như vậy rồi, cuối cùng cũng để cho bọn họ phát hiện ra sơ hở. Rất nhanh sau đó, tin tức liền được truyền cho Bì Bì Đông. Đến sáng, tiếng chống hiệu lệnh cũng vang lên, binh lính nhanh chóng lấy vũ khí rồi xếp hàng. Tất cả đều có mặt đầy đủ, bộ dạng vô cùng nghiêm chỉnh. Ngay sau đó, Tuyết Băng cũng lên tiếng phát biểu. Vũ Hồn Đế Quốc vô đạo hung tàn, trong số chúng ta có rất nhiều người đã mất đi quê hương, mất đi gia đình. Cho nên, hôm nay mọi người tập kết tại đây, lớn tiếng nói cho Vũ Hồn Đế Quốc biết rằng chúng ta không khuất phục. Hắn sẽ ở bên cạnh mọi người, gia đình của mọi người ở ngay phía sau, bảo vệ quốc gia, thiên đấu tất thắng. Cả đám nghe vậy liền rút vũ khí ra cổ vũ, sau đó liên tục hò hét rền vang. Khí thế vô cùng hào hùng, rất nhanh Tuyết Băng cũng ra lệnh hành quân. Quân đội đi tới đâu, mặt đất rung động tới đó. Về phần Vũ Hồn Đế Quốc, do đã có sẵn tin tức tình báo nên bọn họ cũng tập trung đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.
bảy đại tông môn và ngay cả Bì Bì Đồng đều có mặt. Bì Bì Đồng lên tiếng cổ vũ, thiên sứ chi thần che chở, phía trước các ngươi chưa từng có địch thủ. Những chỗ các ngươi đến đều sẽ trở thành lãnh thổ của Vũ Hồn Đế Quốc. Kẻ nào dám khiêu chiến quyền uy của Vũ Hồn Đế Quốc, giết không tham. Kèm theo những lời nói đó, đám binh lính cùng các hồn sư cũng đồng loạt hô hào, khí thế không kém đám người Thiên Đấu Đế Quốc. Rất nhanh sau đó, hai phe gặp mặt nhau, Đường Tam phân phó cho Đường Sa quân kiểm tra nỏ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuyệt Bằng cũng phân phó đoàn quân giữ vững trận hình. Sau một hồi vần nhau, Bì Bì Đồng cũng ra lệnh cho toàn quân tổng tiến công. Cả đám sau khi nghe những lời này liền phấn chấn, hiển nhiên là máu nóng trong cơ thể đã sôi sục rồi, không thể nhẫn nại được nữa. Tuy nhiên, trước khi hai bên lao vào nhau đổ sát, thì tập phim đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn đón xem ở tập sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.